Oa, đó là thiết bị mới được gửi từ cơ quan vũ trụ. Hãy cùng ghép tất cả các linh kiện lại nhé. Máy thăm dò trên sao Hỏa. Tàu vũ trụ đã được nâng cấp, hãy nạp đầy năng lượng và sẵn sàng phóng thôi. Tên lửa được tạo thành từ nhiều động cơ đẩy sẽ tự động rơi ra khi động cơ đẩy cạn kiệt. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đi vào không gian nào. Ấn nút và phóng tên lửa. 3, 2, 1, phóng. Ấn nút và tăng tốc tên lửa. Tuyệt vời, hãy cùng đi vào vũ trụ nào. Chúng ta quay lại trạm không gian rồi, hãy tiếp tục nhiệm vụ làm phi hành gia nhé. À, có ai đó đang muốn liên lạc với chúng ta, hãy trả lời đi. Mình là tiến sĩ Mio Mio. Căn cứ theo môi trường sao Hỏa, chúng mình suy đoán rằng có sự sống trên sao Hỏa. Chúng mình hy vọng bạn có thể đến sao Hỏa và chụp một số bức ảnh cho nghiên cứu của chúng mình. Ok, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đây là sao Hỏa, bề mặt sao Hỏa có màu đỏ rực. Theo hiểu biết của chúng ta, bên trong sao Hỏa có phản ứng sinh học, kích hoạt máy thăm dò và xem xét bên trong sao Hỏa. Máy thăm dò sao Hỏa bắt đầu nào. Xoay van và đi xuống lòng đất sao Hỏa. Sử dụng máy thăm dò sinh học để tìm hang động có phản ứng sinh học. Trước hết, hãy di chuyển đến lối vào hang động này và kiểm tra. Không có phản ứng gần đây. Máy thăm dò cho thấy chỉ có một đống đá ở phía sau. Oa, đã tìm thấy phản ứng sinh học ở đây. Hãy kiểm tra hang động nào. Có gì đó đang di. Tuyệt quá, chúng ta chụp được hình rồi. Chúng ta chụp được hình nó rồi. Hãy thử tìm cách sinh. Ôi không, nó oa, chụp được rồi. Chúng ta chụp được hình nó rồi. Hãy ôi không, nó chạy. Chúng ta chụp được hình nó rồi. Ôi không, nó chạy. Ôi không, oa, chụp được rồi. Tuyệt quá, chúng ta có đủ ảnh rồi. Mặc dù các bức ảnh hơi mờ, nhưng đấy là một khám phá quan trọng. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ rồi. Chúng mình đã nhận được ảnh rồi. Mặc dù các bức ảnh hơi mờ, nhưng chúng có ý nghĩa rất quan trọng với nghiên cứu của chúng mình. Cảm ơn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Muộn rồi, hãy tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ thôi. Nước có thể trôi lơ lửng trong không gian.
dùng bóng nước làm ướt mặt. Sau đó dùng khăn lau. Đến giờ đi ngủ rồi, hãy chuẩn bị ngủ nào. Gắn túi ngủ vào móc. Trong không gian, các phi hành gia ngủ trong túi ngủ. Vật dụng có thể trôi lơ lửng trong không gian. Hãy buộc túi ngủ cho an toàn nhé. Dùng đai buộc chặt túi ngủ. Được rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Chúng ta có thể lơ lửng trong trạm không gian vì ở đây không có trọng lực. Hả? Có tín hiệu liên lạc từ một nguồn không xác định. Cùng kiểm tra nào. Tàu vũ trụ của mình va phải cụm thiên thạch và giờ không thể bay tiếp được nữa. Giúp mình với. Có người gặp nguy hiểm, hãy đi giải cứu nào. Thiên thạch đang tới, tránh xa chúng ra. Bạn ở gần đó rồi, cố lên. Ôi không, nguy hiểm quá. Nắp bảo vệ bị thiên thạch va phải rồi. Tuyệt vời, đã tìm thấy con tàu bị hỏng rồi. Nguy hiểm quá, cảm ơn bạn đã cứu mình, phi hành gia Kiki. Đó là nhiệm vụ của tôi. Phi hành gia Kiki đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã đến giờ tập luyện, hãy xem các phi hành gia tập thể dục như thế nào nhé. Trước hết bạn phải cài đai để không bị bay ra ngoài. Bạn có biết không, các phi hành gia cần phải tập thể dục ngoài không gian để tránh bị teo cơ đấy. Tuyệt quá, chúng ta đã tập thể dục trong không gian xong rồi. Trong trạm không gian, các phi hành gia có thể cởi bỏ bộ đồ không gian nặng nề. Hả? Có tín hiệu liên lạc từ một nguồn không xác. Mình bị kẹt trong lỗ run chưa xác định, có ai nhận được tín hiệu của mình không? Có người gặp nguy hiểm, hãy đi giải cứu nào.
tín hiệu báo nguy đến từ đây, hãy vào lỗ run để giải cứu nhé. Chà, đây là vũ trụ xa xôi. Đi theo các biểu tượng để tìm ra con tàu bị hỏng. Tuyệt quá, đã tìm thấy con tàu bị hỏng rồi. Hãy bật chế độ lái chuyển liên hành tinh và trở lại hệ mặt trời nào. Mình được cứu rồi, cảm ơn bạn, phi hành gia Kiki. Đó là nhiệm vụ của tôi. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ rồi. Chúng ta đã cạn kiệt năng lượng, hãy quay trở lại trái đất để báo cáo nhiệm vụ. Phi hành gia Kiki, chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ không gian. Đây là phần thưởng dành cho bạn. Chúc mừng bạn đã giành được huy hiệu nhà thám hiểm sao Hỏa.